Tạm thời chia tay với các nghệ sĩ, chúng ta lại đến với vùng quê Kinh Bắc Bắc Linh. Chiếc lôi của quan họ, người quan họ thương nhau vì nết, mến nhau vì tài, say nhau điệu hát câu ca, để rồi ai sai gần cũng đem lòng sao xuyến. Miền quê quan họ lại mặn mà trong tà áo mớ ba mớ bảy, bâng phong trong gió hồi lim. Người nay cứ thích đi tìm người xưa, có gì đâu mấy hạt mưa, áo anh ướt hết sao chưa tìm được người. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung, ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Lim, với phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Thư và nghệ sĩ Tô Minh Cường. Thank you.
yêu.